Ô pai, vê como é assim, catequese. Tá bonito, tá lindo. Tem que ser assim? Sim, tem que ser assim, assim tá muito bom. Sim, é verdade. Não tem. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống Ngày Châu Phi. Bó tơ đi. Đấy, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, mọi người nhìn đây cũng thấy đó mọi người. Đây là ngôi nhà thờ đấy, đang xây hôm nay là đã xong hết rồi. Đấy, sáng giờ là anh Thánh đã đi vào làm đây mọi người. Thì bây giờ mình cũng đi bên bản, mấy bản bên kia bản mới đấy. Thì bây giờ mới vào đến đây được. Đấy, vào đây, vào mới vào đến mình chưa vào trong đó. Vừa nhìn ở ngoài đây mọi người. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Đấy, còn đấy là các bác trưởng thôn này. Đấy, đây là OP. Bố ta đi phải. Thank you. OP. OK. Yeah, yeah. Sim. Eu fui lá hoje, vamos ver aqui como trabalho aqui. OK. Yeah. Vamos fazer aí dentro, acabou, agora pintamos, acabou. OK. Já tá tudo, né? Já tá tudo. Agora tudo vamos limpar. Sim, sim, vamos limpar. Limpar, sim, sim. Sim. Yeah. Sim. Vui mừng. O Paulo tá onde? O Paulo? Paulo tá aí dentro. Ah, daí? Sim. Me chama. Mama! Papá! Vale! Homem! Tira isso! Aqui! Tira os arroz. Vamos! Limpa, limpa! Limpa tudo! Tá bom. Ô pai, essa areia vamos fazer monte, monte. Sim, sim. Assim também? Vamos meter lá embaixo, vamos meter aí. Aí, vamos lá. Vamos, leva. Vamos já, vamos. Homem, vamos. Vamos levar isso, vamos. Vamos, carregar. Ó, oh, só nem nhìn đẹp đấy, nghe. Đây. Ok, hello, chào các bạn. Chạy được. Ê, anh Thánh là đợt này cũng là anh em mình ai cũng sốt rét mọi người. Nhưng mà cũng phải, vẫn phải cố gắng đi làm. Em mình mua cho anh Thánh chạy được vào đấy. Sốt rét cũng là. Đấy, sớ lên này nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Đẹp long lanh luôn. Này. Xê. Đấy, như cái trù này. Anh Thánh nó làm quá chuẩn, quá nét đấy luôn. Đấy. Quá đẹp mọi người. Đấy, mọi người đang chui giòn, giòn dẹp. Đấy, công trình nào thì sóng nó phải giòn dẹp, thách sạch sẽ mọi người. Ô pai, vê como é assim, catequese? Tá bonito, tá lindo. Yeah. Tem que ser assim? Sim, tem que ser assim, assim tá muito bom. Yeah. Sim, é verdade. Não tem como falar? Ah, até não, como que não tem mais maneira como que vou de coisa. Aí é? Tá bonito, tá bonito, até não posso mais agradecer mais. À, ok, không biết nói gì luôn mọi người. Bác cũng ngày nào cũng nói đây rất là để thúc đốc mọi người làm. Đấy, đây mọi người, đây cái bậc thang người làm đây này, rất là đẹp luôn này. Rồi bên này đây. Đấy, này. Bắt tay mệt này. Đấy, bước lên từ dưới này, bước lên đây mọi người. Đấy, bậc lên đây này. Lên trên này đây là có cái sân đấy mọi người. Đấy, cái sân hôm nay là rất đẹp luôn. Sân rất là rộng đấy mọi người. Sân rồng bắt đầu đi vòng sang bên này đây. À, sân lộ chỗ này vẫn chưa sẵn. Đấy, vòng sang bên này mọi người. Đã bắt đầu đi. Đi thẳng một dọc phòng. À, cái móng này là... À, màu ghi à? À, sân màu ghi cho nó sạch sẽ. Nhìn cho nó khỏe. Đấy, bây giờ một lão giòn này. Giòn vào trong nhà này, cả cái cửa này mọi người. Là cho mọi người lau dọn thật sạch sẽ. Ô pai. Sì. Esta mezzana là assim, né? Sì. Manda pessoa pa limpa bem com água com omo. Một vòng xung quanh này nhỉ. Đấy, chỗ này là đấy, làm cái bậc thang đi vào đây mọi người. Bậc thang là phải được bước đấy đi vào đây thôi. Đấy. Đấy, để đưa mọi người đi một vòng quanh này đã. Đây chờ đây, nhìn cửa sổ này rất là đẹp lắm mọi người. Quá là đẹp luôn. Đấy. Đấy, một vòng quanh đây luôn.
rất là sạch sẽ, mát mẻ. Làm này để khi mưa mọi người, mưa là những cái đất cả chỗ này không bắn lên những cái tường nhà đấy mọi người. Bắn thì chỉ bắn lên để đấy là hết thôi. Rồi mưa nó từ nó sổi nước đi, nó dồi nước đi. Đấy, vòng ra này bên này đây. Chà, đẹp long lanh. Đấy, một vòng xung quanh nhà này đây. Manama, tiêu chuẩn manama là criança. Aqui. Oh, você mesmo. Criança vai sujar to aqui. Mas tem 7 metros. É, devo agulhar, quatro cinco. Agulhar em bala. Quá là đẹp luôn mọi người. Đấy, mọi người để nó chui giòn sạch sẽ. Đấy, bây giờ đi vào phía trong mọi người. Cuidado, não suja assim, yeah? Ai, pai. Assim já tá bonito. Tá bonito. Obrigado, pai. Yeah. Não bora suja a toa. Đấy, phải hôm nay phải chui gión sạch sẽ mọi người, để ngày mai bắt đầu là mình đưa những tường chùa rồi nói chung tất cả mọi thứ ở trong nhà thờ là bây giờ ngày mai sẽ bắt đầu đưa vào. Để bây giờ đi vào trong mọi người, trong thấy đang chui giòn đấy. Đấy, đang trong này. Đấy, mọi người đang chui giòn vì công trình nào cũng thế, là mới làm xong là rất là bẩn luôn. Này chui giòn. Đấy, ở trong này mọi người. Đấy. Để cho mọi người chui giòn một tí. Chui giòn xong nhìn mới sạch sẽ được. Phải là cuidado no toca no paredi. Phải. Các quả chim ơi chim mano. Hả chỗ, quả chế đi. À, hả chỗ ơi làm bảo chim mano. Dạ chỗ có mũ ní hả. Nhìn chim mà mũ vào cả thì. Cũng sợ có ba là ngô. Đấy, mình bảo bác trưởng thôn dặn mọi người đấy, lão giòn nó phải cẩn thận xung quanh tường mọi người, tường đã làm sạch đẹp rồi, cẩn thận một tí. Đấy, ở ngoài xe mình có mấy gọi xà phòng đấy, để mình ra lấy cho mọi người lão giòn cho sạch sẽ. Đấy, phải từ trong ra mọi người, giòn từ trong ra. Ở ngoài đấy là mọi người phải giòn dẹp đấy, sạch sẽ. Aqui tem homo. Leva lá para limpar. Limpar, sim. Janela também, tudo. Tá bonito. Yeah. Sei, tá vendo? Sai tudo fora. Aqui também, tudo. Tem e sai. Tudo sai, sai fora tudo. Fica limpo assim. Yeah, vale, vale tudo. Isso tudo. Fica limpo. Manda a criança, pai. Mana tu dia yang kaya apa yang lisu asih, tuduh, fora asih, nak fikir asih.
Tudo lá, tudo limpa bem. Aqui também tem limpa. Đấy, rất là đông luôn, mọi người đến là để dọn dẹp vệ sinh. Một đội ở ngoài chuyến nước này, chui tròn phía ngoài này, trong này là một tổ nữa. Đấy. Rất là sạch sẽ luôn. Xe. Đấy, chui giòn cái phía đấy, chui giòn như nó sạch hẳn mọi người, tí nó sẽ là lại một lần nữa. Đây mọi người, nói chung là hôm nay cũng là đã gọn rồi. Gọn rồi thì là để gọn dọn dẹp sạch sẽ một tí. Bắt đầu ngày mai sẽ bắt đầu là đưa cả cái bức tường rồi, cũng như cả cái bức thánh giá rồi, bàn ghế, nói chung là tất cả các thứ ở trong nhà thờ đấy sẽ đưa vào để chuẩn bị mấy hôm nữa là làm cái lễ gánh khánh thành. Bây giờ chui dọn cũng để người dân chui dọn thôi, cũng tối rồi. Mặt trời xuống núi tối rồi mọi người. Đấy, bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi. Giờ về nhà là tầm 6:30 là vừa đẹp. Còn đấy, người dân là cứ đang đứng đấy, đến đấy là thấy sóng rồi, đến đấy rất là vui vẻ, đến cứ ngồi đấy. Không biết là bác trưởng thôn đi đâu rồi. Đấy, bây giờ cũng tối rồi mọi người, anh em mình cũng xin phép về thôi, để bác trưởng thôn cũng như là người dân sẽ là chui dọn từ từ để ngày mai là mình sẽ đưa là tường với tất cả mọi thứ là đem vào. Dạ vậy. Agora continuo a lembrar bem, né? Sim, sim. Lembro. Amanhã eu vou trazer um cruz, também top, tudo cadela, média, tudo vou meter dentro. Sim, sim. Sim. Tá bom. Yeah.
Tiene como esa limba B, limba. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Estás ahora yo? Voy a salir, ¿ya? Caí. Sí, sí. Ya. Amaña. Amaña. Sí, sí. Đấy, thôi bây giờ mình xin phép về mọi người. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Mọi người thì video hãy có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn. Chào chào nhá. Vuela que te vuela.